ngày sinh đang được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chụp tang Giêsu Chúa Thánh. Ngày sinh đang được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giêsu Chúa Thánh. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thờ truy Chúa không ai như Ngài. Thần duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thờ truy Chúa không ai như Ngài. Xin đang được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giêsu Chúa Thánh. Ngày xin đang được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giêsu Chúa Thánh. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thờ truy Chúa không ai như Ngài. Thật duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thờ truy Chúa không ai như duy Chúa không ai như Ngài. Thần duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thần duy Chúa không ai. Chúng con cảm ơn Ngài về những gì Ngài đã làm cho dân tộc của chúng con. Xin Ngài tiếp tục làm những phép lạ lớn hơn cho mỗi đời sống của chúng con và cho đất nước của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen.